Tao Vương đây. Ở dưới này tao lạnh lắm. Mày giết tao để chiếm quyền có đúng không? Mày đang làm nhảm cái gì đấy? Đùa chút thôi. Thằng Cường, nó nói loáng thoáng với tao rồi. Tao không nói mày giết thằng Vương hả? Nếu mày giết nó thì đâu có lộ liễu như thế hả? Chắc chắn mày biết một cái gì đấy. Mày đang giấu một cái gì đấy, đúng không? Mày đang bị điên lắm rồi đấy. Tao đang điên mà. Tao điên mà. Nhưng tao đứng về phe mày trong cuộc chiến với thằng Cường. You know?